Khu bức tượng nữ thần tự do phiên bản đột biến ở Sapa chưa đảm bảo các điều kiện để đón khách. Chính quyền địa phương kết luận điểm check-in An Sapa đang trong thời gian xây dựng, chưa được cấp chứng nhận điểm du lịch nên chưa đảm bảo các điều kiện để đón khách tham quan, chụp ảnh. Sáng ngày 21 tháng 4, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa cho biết đã ký quyết định số 437 QĐ-UBND về việc thành lập đội liên ngành kiểm tra các hoạt động check-in, chụp ảnh trên địa bàn thị xã. Trước đó, mạng xã hội xôn xao với điểm check-in An Sapa có xây dựng một số công trình tác phẩm điêu khắc dựa theo nguyên mẫu nhưng chưa đảm bảo, gây nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng tác phẩm xây dựng sao chép, thiếu thẩm mỹ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân thị xã đã thành lập đội liên ngành do ông Lê Mạnh Hảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã trực tiếp chỉ đạo tổ chức kiểm tra. Xác minh thực tế về hồ sơ pháp lý và thực địa xây dựng, đội liên ngành kiểm tra kết luận điểm check-in An Sapa hiện đang trong thời gian xây dựng, chưa được cấp chứng nhận điểm du lịch nên chưa đảm bảo các điều kiện để đón khách du lịch tham quan chụp ảnh. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa cho biết thêm, các mô hình mỹ thuật đã xây dựng trong khu check-in chưa đảm bảo quy định của pháp luật và mỹ quan. Ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, đã đến hiện trường công trình check-in An Sapa để kiểm tra các tác phẩm điêu khắc, trong đó có bức tượng nữ thần tự do phiên bản đột biến. Ông Quốc cho biết, khu vực này ở tổ 4, phường Phan Xipang, đây là khu vực đất có sổ đỏ. Sau khi kiểm tra, ông giải thích rằng, năm 2020, tình hình du lịch gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nên người dân đã xây dựng điểm nữ thần tự do để khách đến chụp ảnh lưu niệm. Khách vào đây có thể mua đồ uống, thay đồ, chụp ảnh. Chủ nơi này không thu vé khi vào. Vị lãnh đạo thị xã Sapa thừa nhận bức tượng nữ thần tự do phiên bản đột biến trông không được bắt mắt. Trong ngày Dỗ Tổ Hùng Vương hôm nay, đền Hùng là địa điểm mà nhiều người muốn ghé thăm dịp này. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Dòng chảy Cuộc sống, từ ngày hôm qua đến nay thì rất đông du khách thập phương và người dân của tỉnh Phú Thọ đã đổ về khu di tích đền Hùng để thành kính bái lễ, tưởng nhớ đến công ơn của các vị vua Hùng. Và để đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, ban tổ chức lễ hội đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp tổng thể. Ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã đổ về khu di tích lịch sử quốc gia đền Hùng để thành kính bái lễ nhân ngày Dỗ Tổ. Để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh, ban tổ chức lễ hội đã thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh như thế này. Những trường hợp không đeo khẩu trang sẽ được các lực lượng chức năng nhắc nhở. Tôi năm nào tôi cũng đi về đền Hùng là vì là uống nước nhớ nguồn, thì mà nhớ lại những cái lời Bác Hồ nói là vua Hùng có công dựng nước thì bác cháu ta phải có công giữ nước. Thấy ngày này là tôi đi thôi, tuy rằng là có dịch Covid thì nhưng chúng tôi có khẩu trang. Nhằm phục vụ đảm bảo an ninh trật tự lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 2021, lực lượng công an tỉnh Phú Thọ đã huy động 100% quân số, phân chia tại nhiều chốt khác nhau. Ngoài nhiệm vụ phân luồng giao thông, công an tỉnh Phú Thọ cũng tăng cường kiểm soát các trường hợp quá khích như đua xe trái phép hay tàng trữ vũ khí vật liệu nổ. Lực lượng công an triển khai thì chúng tôi cũng triển khai trên 800 cán bộ chiến sĩ trên tất cả các tuyến đường và của công an các huyện lân cận để làm sao duy trì cái trật an ninh trật tự cũng như đảm bảo cái duy trì cái trật tự an toàn giao thông, không để gây ùn tắc giao thông. Thế còn chúng tôi cũng tăng cường công tác tuần tra lưu động trên tất cả các tuyến. Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay diễn ra trong trạng thái bình thường mới và phòng chống dịch COVID-19. Vì thế, lễ hội có sự điều chỉnh phù hợp, tập trung vào các hoạt động phần lễ, đảm bảo trang trọng, thành kính hướng về cội nguồn. Cũng đã thường xuyên làm công tác tuyên truyền, nhắc nhở từ cái tuyên truyền trực quan, từ cái biển cảnh báo cho đến là hệ thống đài truyền thanh ở khu di tích thì cũng định kỳ là nhắc nhở. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sử dụng cái bộ phận hướng dẫn bảo vệ để nhắc nhở trực tiếp, thế và bố trí các cái điểm sát khuẩn, thế rồi thì phát khẩu trang miễn phí. Một điểm mới trong lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay là tại khu vực cổng vào khu di tích lịch sử đền Hùng, lực lượng chức năng đã lắp bảng thông báo mật độ du khách để người dân có thể lựa chọn hành trình di chuyển hợp lý, tránh đổ dồn quá đông người tập trung vào một điểm gây lộn xộn, mất an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Liên quan đến tình trạng nước trong đầm ở Bà Rịa Vũng Tàu bỗng dưng lại đổi màu hồng tím, bốc mùi hôi thối, cơ quan chức năng tỉnh cho biết hiện tượng này là do tảo nở hoa. Theo kết quả lấy mẫu nước kiểm tra phân tích của Viện Sinh học Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tượng nước đổi màu hồng tím và bốc mùi là do tảo nở hoa.
Cụ thể, hiện tượng nước màu hồng ở đầm chứa nước trước cống số 6 tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu là do sự phát triển mạnh của tảo lục đi Salina, làm cho mật độ tế bào tăng cao. Đồng thời, trong tế bào tích lũy một lượng lớn sắc tố B, ký hiệu hóa học là beta-carotene. Sắc tố này có màu hồng đỏ làm cho nước trong đầm có màu hồng. Loại tảo này không gây ảnh hưởng cho sinh vật và con người, ngược lại thì còn có ích, được các loài thủy sinh vật sử dụng như là một nguồn thức ăn. Tuy nhiên, do hàm lượng chất hữu cơ lơ lửng trong nước và tích lũy trong trầm tích ở điều kiện trao đổi nước kém, đọng lâu ngày, làm cho các vi sinh vật kỵ khí hoạt động mạnh dẫn đến phát sinh các mùi gây khó chịu cho người dân. Thưa quý vị, hạ tầng lạc hậu, sản xuất kinh doanh thì ngày càng thua lỗ. Và nay thì những cơ chế chính sách đang trói buộc đường sắt khiến cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đứng trên bờ vực phá sản. Đã đến lúc phải kết thúc tranh cãi về nhà nước quản lý hạ tầng, doanh nghiệp kinh doanh trên hạ tầng. Cần phải có một cuộc cách mạng triệt để đường sắt thoát bầu sữa ngân sách, tiến tới tự chủ hoàn toàn. Muốn vậy thì ngay từ bây giờ phải xóa bỏ bao cấp, huy động được vốn tư nhân để thay đổi hẳn bộ mặt đường sắt. Hạ tầng lạc hậu nhưng vẫn là tài sản của nhà nước. Hệ thống hạ tầng đường sắt hàng nghìn km, đó là chưa kể các nhà ga, kho bãi do nhà nước quản lý. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước đang sản xuất, kinh doanh trên hệ thống hạ tầng này. Muốn đầu tư hay là khai thác như thế nào đi nữa, doanh nghiệp cũng phải thông qua cơ quan quản lý hạ tầng. Cái khó càng bị bó lại, rất khó tự chủ dù Tổng Công ty Đường sắt rất muốn. Ta thấy tự chủ thì gắn với trách nhiệm, đúng không? Thế thì phải đảm bảo cho nó tự chủ về vốn, tự chủ về đầu tư, tự chủ về mọi lĩnh vực. Nhưng ở đây với cái cơ chế hiện nay thành lập ủy ban quản lý vốn nhà nước thì cái cơ chế tự chủ hình như tôi thấy là rất khó khăn đối với trong lĩnh vực đường sắt. Mà chính cái khó khăn, cái ách tắc đó nó là gây cản trở cái sự phát triển hoạt động đường sắt, mà nó gây một cái sự trì trệ, mà thậm chí nói rằng một cái sự sụt giảm rất là lớn. Thì đây là một vấn đề này thì nhà nước cần phải nghiêm túc khắc phục và giải quyết một cách nhanh nhất để làm sao người ta để cho đơn vị nó có thể tự chủ hoạt động một cách bình thường và có hiệu quả tốt nhất. Theo phân tích của các chuyên gia giao thông cũng như chuyên gia đường sắt, tính toán hiệu quả xã hội hay hiệu quả kinh doanh thì đường sắt đều lép vế so với các phương thức đường bộ, hàng không hay hàng hải. Do sự chồng chéo trong quản lý nhà nước và kinh doanh đã khiến không thể thu hút đầu tư tư nhân vào đường sắt. Vì vậy, cần thiết nhất vẫn là sự rạch ròi, phân cấp quản lý hợp lý để ngành đường sắt tự chủ được, bởi đường sắt suy cho cùng vẫn là hiệu quả xã hội. Nó mang lại cái hiệu quả xã hội là chính, cho nên là cái này thì nếu mà tính toán dưới góc độ hiệu quả xã hội thì nhà nước vẫn phải duy trì, vẫn phải bỏ một cái tiền ra. Thế còn nếu mà để các cái nhà đầu tư người ta ấy thì chắc chắn các cái nhà đầu tư thì người ta không tham gia vào đây. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, nếu tự chủ, đơn vị sẽ có nhiều cơ hội trong đầu tư kinh doanh. Trong 297 ga đường sắt hiện nay sẽ đầu tư các ga có tính hấp dẫn trước để lấy thặng dư của nó, nâng cấp các ga khác. Ngoài ra, sẽ tạo cơ chế đầu tư, định giá lại hạ tầng chạy tàu, nhà ga, kho bãi, giao cho doanh nghiệp theo hình thức tăng vốn tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Tổng Công ty có trách nhiệm bảo toàn, phát triển nguồn vốn này và chắc chắn sẽ thu hút được nguồn lực bên ngoài theo đúng tinh thần của luật đường sắt.